đó, anh chị nào hỏi sản phẩm nào một lát nữa xong cái like, chị hứa chị sẽ quay trở lại bỏ cái copy cái link sản phẩm được cho mấy anh chị nha. Ok, dễ lắm, cái cọ cái gel này nó đặc á, mình dễ dễ lắm, nó không có bị nó chảy tùm lum. Khi mà nhiều khi mình dễ bằng gel polish á, nó sẽ bị runny. Mình dễ cái này, mình dễ được hết nguyên ngón thì nó không có runny đâu hết. Cái cọ nó cứng, sử dụng cái dẻ này thì cái cọ mình sử dụng cọ gel mà synthetic giống như cái đầu gel của cái đầu dẻ của cái cọ GM Liner Brush. Nó cứng, bị gel đặc nữa thì nó ra cái nét nó mới đẹp. Đó, mình cứ vẽ như vậy thôi. Mình canh mình nhắm ngay giữa mà mình vẽ nha. Đó, một lát nữa nó còn bóng không, cả nhà muốn làm mát. Cái kỹ thuật kế tiếp sau khi vẽ cái này xong sẽ cho cả nhà thấy làm sao mình làm mát nè. Đây là rất là cái này ha mà mình làm nó rất là popular cho cái holiday season. Chẳng hạn như ai muốn làm cái sweater nails nè, lên móng màu đỏ ha, hoặc làm French tip cũng được. Cái này không thấy đường, nó hơi méo méo, cả nhà thông cảm nha. Mình để thẳng xuống như thế này. Đó, tuyệt vời nha cả nhà. Bên đây cũng vậy luôn. Off camera ha. Kéo cho nó thẳng xuống cả nhà. Rồi sau đó là mình đi đường bên đây. Cái này là gọi là, đây là đi đường quyền ha. Này dấu này là dấu quyền á, đây gọi là đi đường quyền chứ không có gì hết trơn. Tịnh nói anh camera đừng có nhấn lắc lắc cái máy nhiều quá, ai mà đang bị vertigo, nó gọi là gì, bị mà hay bị nhức đầu à, vô căn cứ mà không biết tại sao nhức đầu á, người ta gọi là gì á, lên máu gì đó. Không phải lên máu vậy bà, cái gì đó quên rồi, nhưng mà đại khái là hay bị nhức đầu á, không phải hay bị nhức đầu á, lắc lắc một hơi là người ta sẽ ói mửa da. Yeah, nhưng mà có cái từ tiếng Việt đó, đẹp chưa. Đây là cái secret đó, bỏ cái bột vô đây, ta xài bột kia không xài mùa đông, xài cái mẫu làm cho cái mẫu design này nhiều quá nên phải xài cái hũ trà bát này nè cả nhà, nó mới vừa do ăn cao hả. Giá một tuần trở chừng tuần hai tuần nữa nó available trở lại nha, mà available trở lại là bạn nhớ vô mua nha, quên hết hàng nữa là bây giờ đây khóc lóc với chi nữa đó, là chi không biết làm sao đào lòng lắm nha. Đó, bỏ bột lên thôi, bắt đầu mình hơi đèn nha. À đúng rồi, rối loạn tiền đình, đúng rồi, hay quá, thank you so much Duy Anh nha. Mình kiếm cái chữ đó hoài không ra, bữa mình nói rồi ở Mỹ này riết lâu tiếng Mỹ không biết, tiếng Việt quên luôn á cả nhà. Nó ra trời quá đất chưa, cái gì mất cỡ như sao. Đây nè, đây là cái mẫu nè, dễ thương không, cưng không, thấy ghét không, cho 10 điểm không cả nhà, 10 điểm ha. Rồi ok, cái tay này đi, cái chị này đi, cái tay này đi ha, mình nhấn chút xíu bột nè. Bây giờ làm chị làm sao, làm sao đâu còn sao đâu, lấy cái link phi chuột thôi. Mắc cười lắm, mà kia hồi xưa có làm cái này, có bà khách nói không có thích cái bột này, nó không có thích cái bỏ bột nên vậy nó dính mình lên la, nó nói trời ơi trong đầu mình nghĩ chưa bà ơi, bà chưa có gì hết trơn á. Đây là đó không, nó ra dễ thương đi cho cả nhà. Và cái này cũng 10 điểm, ok, ra cái món kia cái nữa nha. Hi Bu Bu, cảm ơn Bu Bu nha. Hi Bu Bu Kim, sắp gặp lại rồi đó Kim, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đó Kim. Anh camera đừng có giúp bàn nhiều em cái nha, em đang bị rối loạn tiền đình. Rồi vẽ thêm nữa nè, cái này là bài vẽ nè, bây giờ đang nhắm mắt vẽ nè, nó chơi chứ không có nhắm mắt được, nhắm mắt rồi khách không trả tiền. Cô khách này bữa nay im lặng dữ lắm, tự vì cô ta đang ghim chay, đang ghim trong lòng một cái mối hận Kim Bình, bởi vì không cho làm màu xanh lá cây, cô hận hầu như lần nào làm cũng refresh móng sơn màu xanh lá cây. Ta nói làm gì cũng đều phải thôi, mày làm lố màu xanh gì mà xanh hoài, xanh lè xanh lét vậy không được. Jay cũng thích màu xanh lắm nhưng mà nó tùy trường hợp, nó tùy hoàn cảnh thôi cả nhà. Trời ơi xanh hoài thấy mệt dữ lắm. Cái màu xanh mà mình thích là chỉ có màu xanh tiền đô la Benjamin
Nếu như mà không phải màu xanh đen cho mình là mình không muốn nói chuyện. Đó. Rồi vẽ cái ngón bên kia ha, ông lo nói chuyện, thiếu cái miếng ở trên đó. Lát nữa mà khách bà đòi discount 5 đồng. Quá đã chứ cả nhà. Dễ ha. Dễ ăn ha. À, thế nào cũng có một vài anh chị vô nói là nhìn dễ ăn mà ăn không dễ. Ăn không dễ đâu có sao, thì mình nuốt luôn. Chuyện nhỏ. Trời ơi, làm cái món này dễ chưa? Cái này mình vừa làm, coi như là mình vừa hát bài Christmas Jingle Bell, Jingle All The Way ở trong đầu cả nhà. Vì nó quá đẹp. Còn ai mà muốn nói là ugly sweater cũng được. Ugly sweater thì mình chơi một đống màu tùm lum đa trong đó. Rồi, bây giờ bỏ bột lên nè. Trời ơi, tao nói cái chủ supply, chủ công ty journal mà thấy tôi bưng nguyên củ bột chà bá nha cả nhà, mà đổ lên trên cái design này, trời ơi, chửi chết. Wow, đẹp quá rồi, bỏ vô đi em. Bột đít hay là acrylic, bột gì cũng được nha, Mỹ Duyên. Anh Kiều câu hỏi nha, bột gì cũng được nha. Đừng có lấy bột bán, đừng có lấy bột gạo, chứ là bột năng là ok. Còn bột mà bột đít, bột đắp là xài được ha. Chị vẽ một ngón vậy tính bao nhiêu vậy? Chà hỏi chi mà tính giá như một ngón là chị lấy 15 đồng nha. Nếu mình nói là nguyên bộ thì mình tính nó rẻ rẻ 120 đồng extra. Còn nếu như nó là một ngón hai ngón vậy, mình tính nó 12 đồng hơn 15 đồng một ngón. Ok, Phương Hân Hà 100 điểm nha chị. Cảm ơn em, chị thương em quá, chị mê em quá. Ok, rồi bắt đầu bây giờ xong ha, mình đẩy cái mũi treo này lại. Nè, ai muốn quét xuống một quét. Bước xuống trước cái đại rồi xong bắt đầu mình lấy cái linh truyền quay. Mình lấy cái alcohol. Bột gì bỏ lên trên gì chị. Chỉ mới gì vậy thích xong mất bỏ bột. Phải đắp bột đít gì cũng được. Bột clear nha. Đắp bột đít bột clear hay là bỏ bột trắng lên cũng được luôn. Bột clear cho nó dễ thì trắng rồi. Nhưng bỏ bột thanh bột gạo cũng bán là ok. Ok. Đổ bột xong lên có hơi đèn da, mình bỏ bột lên xong rồi mình hơi đèn. Sau đó là hơi đèn 30 giây xong là mình chùi. Mình chùi alcohol. Dù mình cả nhà xem nó đẹp chưa, còn ai chưa nha. Chưa đâu, cái diamond eye, ai chưa có mua cái diamond eye này. Để yên đó, tôi tắt cái đèn này cho cả nhà xem. Cho mình cái last slide chứ thôi. Có ai anh chị nào hỏi cái last question nữa không nè. Bây giờ tôi cho coi cái secret weapon một cái nữa. Ok, cái này đèn này đèn thường phải không. Cái này bỏ đèn flashlight vô này cả nhà. Diamond eye. Bỏ lên vậy đi, đúng rồi, dễ luôn. Zoom out cái chút xíu cả nhà xem. Đó, đây mình này nè. Cái flashing light này không có thấy gì. À, có cái flashlight bên đây nè. Đúng trên đây một cái. Đó, wow, cả nhà thấy chưa, đó. Đây nè, trời ơi, lấp lánh như là mấy cái trái. Đây là mấy cái trái, cái gì đó, ornament. Thấy không, cái ghê chưa. Đó, ghê chưa cả nhà, ghê chưa. Cái like này nhiều dùm cho em nha. Nếu mà thích cái mẫu design thì nhớ like và share. Nếu mà có nhiều anh chị muốn học hỏi thêm thì chế mới được công ty nhờ lên like tiếp. Còn nếu mà không hả là chế